rồi, rồi, chú anh là đang ở Nữ Hoàng. Rồi ở đây cũng là video này mang tính chất cái hậu trường nha các anh em. Mình quay lại cái hậu trường đi câu cá hành trình bữa nay hậu trường bây giờ với anh Vinh. Một lỗ luôn. Đợi chút xíu anh Vinh, anh Vinh là cháu của anh Thạch anh Vinh. Cháu của anh Thạch. Anh Thạch là cái nhà sáng là mình cũng có quay cái video đó là cái phần dẫn đây. Là cái hậu trường nhà của anh Vinh anh cũng nói chung cũng ghé mỗi nhà một chút. Anh Vinh đây là anh Vinh chủ nhà, anh mời ghé vô nhà anh chơi. Huyện Tân Phú Đông còn ông cậu dùng mấy những dùng sâu dùng xa này có những cây rồi rất là có giá trị các fan. Mai mai 300 triệu có mà 220 triệu chưa bán nè. Mình không phải là mình nói phép gì nha, mình nói thiệt ở đây là ảnh dùng sâu dùng xa mà ảnh mua cái vàng của gia đình, cái vàng máy mà ảnh để dành cho gia đình không kinh doanh luôn nha các bạn, mà ảnh đi cái vàng lo là 4 súp nha, 4 cái full đôi 5 tấc nữa, mà ảnh nói cho gia đình cái này còn lớn hơn ở bên chợ gạo nữa, khủng khiếp thiệt tình hết à. Nó kia xa xa là cái cây mai. Thôi được, đang ăn được, có quay nhạc nha cho tôi. Quay quá. Kỳ lắm, ngại lắm á. Ồ, vậy? Sao vậy? Có laptop đâu luôn hả anh Vinh? Dạ, laptop em bị coi đập tẩy cái anh ơi. Miếng này. Cái chụp chứ anh nè, để mọi em khác. Có bao hình. Dạ, mọi nội gì nữa anh? Khác là bí mật. Đây là tiếp tục cái hậu trường của nhà anh Thạch. Nãy nhà anh Vinh tới nhà anh Thạch nha. Cái gì ta? Ủa, khô này là khô gì anh Vinh không? Cái cá xanh xương. Cá xanh xương hả? Ừ. Này là khô cá xanh xương nha các bạn. Mình mới biết. Mày biết thôi có. Cá xanh xương hả? Bữa nay qua. Bữa nay qua thằng Phú Đông anh Thạch Vinh Vinh tiếp đãi cái này thì Vinh xin lỗi chịu nổi. Phất luôn á. Cái đũa này á, cái đũa này là không lấy không có nha. Đặt thôi rồi, đặt thôi. Đũa này đũa nước rồi nha. Đũa mua không? Ở Cà Mau mới có. Mà đũa mua không đúng không? Đúng rồi, có mua không ạ. À. Dùng sâu dùng xa, nãy nhà anh Vinh cũng có vàng nhạc sống ở đây, cũng có mọc vàng, cũng không thua vậy nha các bạn. Không phải vàng vừa đâu. Cái này là nói chung là quá đẳng cấp luôn á, thiệt á. Ở dùng sâu mà chơi nè, hồi nãy nhà anh Vinh là 4 súp, 4 full đơn. Còn ở đây là của anh Thạch là 2 súp, 2 full đôi của CBL. Đó, anh em mình cái nào rồi ha. Tới nhà anh thì tình nghĩa anh em mình không có gì hơn dạ. Vậy thôi dạ, thì nói chung em cũng muốn được yêu dấu chứ em bữa nay là uống vậy là cũng hơi bị nhiều, thường thường ở nhà 3 ly chứ bữa qua đám cưới anh uống được gì anh, mà bữa đó gọi là cũng thấy hết đường về à. Bỏ đi về mẹ đó. Quá đã bác sĩ ơi. Một góc nhà luôn. Son xé ra miếng khô thưởng thức món khô khô cá xương xanh. Rồi không có nhạc. Là bị hư đó, đúng không? Này là tiêu say Phú Quốc nhà mà mọi người anh Thạch anh chia sẻ đặc sản của Phú Quốc luôn. Lần đầu ba Phi cũng mới được ăn món cá sườn xanh chấm tiêu say Phú Quốc. Chấm thứ rồi. Uống gì lại nè. Đó, cái này tiêu say Phú Quốc à. Quá ngon. Chấm thử tiêu say Phú Quốc rồi. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon thiệt. Cái hậu nó the nó cay cay mà thiệt nó ấm cổ nữa. Bữa chị Xuân mà cũng có đem vô cái này nó cay còn hơn ớt nữa, nếu mà cái hậu của nó nồng vô tới cổ luôn á. Rồi giúp Vinh. Không là không cái hậu này nó cay gắt chứ. Không có cay đâu. Cái hậu quá, từ từ đi. Dạ nấu nhai, này uống là tới lại phải không? Đây ngửa á. Giờ lần nhất đi, giờ lần nhất đi ha. Cái này nó không cháy gì nè. Ôi cháy. Cháy. Ôi cháy. Cái đầu. Cháy. Yếu xìu à. Yếu xìu à. Yếu rồi. Nóng rồi.
Rồi, được rồi. Chừng nào mình ca rồi mình mở. Đúng là đẳng cấp không? Không biết ăn nhãn gì. Đúng là nhà vườn thôi con nghe không? Tôm này là anh đi đặt ra luôn hay là sao? Đặt luôn. Cái này là tép bạc hay đất à? Tép bạc đất bự dữ vậy. Ừ. Tép bạc đất. À, tép bạc đất các bạn. Đây là tép bạc đất nha, mình nãy tưởng tôm lóng. Tép bạc đất sao được? Tôm đất chứ không phải tép bạc đất. Tôm đất hả? Tôm đất. Qua con này quá bự luôn. Tay sòn. Ở bên mình kia không có đâu. Mấy cái này là mới làm tay sòn. Ngon. Tôi chưa uống đó. Ủa nhưng mà cái này là đi chạy hay là mình đặt đặt luôn. Đặt xong mà con bự không ta? Ừ. Nó ra tới nước rồi chạy. Từ nãy giờ em tưởng tôm kèn mà tôm lóng chứ. Trời ơi. Hầm lại. Đây là hậu trường nha anh em. Hậu trường mình để lại lưu lại kỷ niệm. Giống nhỏ quá. Để đi anh. Quá đây từng khuôn mặt gì có luôn. Để kiếm đâu? Ủa bình thường rồi. Có. Ủa bình thường rồi. Vô. Lỡ là quốc luôn. Để kiếm đâu? Anh được lâu quá. Được liền được. Nãy giờ làm những cái xe hoài. Để. Cái này là đặc sản của Tân Phú Đông à. Nhãn này nhãn kêu nhãn gì anh Thạch? À, Tiêu quế hả? Đặc rồi cảm ơn Thạch đã chia sẻ nha anh em. Đặc sản Tân Phú Đông này không phân thuốc luôn. Không phân thuốc. Ăn rất tốt. Nhưng mà hao đất. Cam vậy? Không nói vậy á. Nhưng mà sức bản ra là nét gì lắm. Thấy không? Ngồi thiếu không? Chơi anh sửa là bị không nét thì được. Hả? Quá ngon bác sĩ rồi. Tám ơi! Vô cho anh Tám. Tám. Miếu anh Tám. Vậy? Chị mới nói gì đấy? Chị mới nói cái gì vậy? Chị mình nói gì? Kỳ vậy em cũng bữa nó xíu mà cho nó không kêu. Em phải biết. Không mà nghĩ sao chị. Nè, con lựa được cái tiêu nè. Cái nhỏ nhưng mà cái màu nó nhưng mà sao nó lại có mấy cái bự mà cái cơm nó lại dày là sao anh Thạch? Tay nhỏ nó giống như nhãn kẹt á. Nhãn kẹt lại vậy á. Cái này không có thuốc nên nó lồng được. Nó lớn như con tay nè. Nhưng mà nó nhỏ như vậy à. Nó cũng dài như cái nó dài. Cơ nó nhiều hơn cái nhỏ rồi. Nó thuộc nhỏ hơn. Đây nè. Uống luôn. Cái này. Uống luôn mà. Anh không đưa, anh đưa. Đâu đâu mấy cái này, cứ đó nhờ ăn tiêu không? Rồi anh khỏi lộn, để đây. Không hả? Không. Cấm đi nha. Sao này anh cái này không được tiêu đâu. Mà sao anh nhìn biết hay vậy? Biết liền. Nhìn nha, cái này không phải tiêu nè. Dám hứa với trường luôn, thấy không? À, nhưng mà nhìn cái vỏ sao biết? Cái này là nhìn ra trái này là khác nè. Cái này là nó sạch hơn nè. Là khác nè. Đưa. Thấy trường thấy không? Đúng rồi. Thấy không? Hay không? Hay dữ ta. Mở cho nước này. Đúng không? Cái này tiêu nè. Không có luôn. Cảm ơn tiêu luôn. Tại ảnh là mới uống với thằng Trọng này. Nè, con nhớ rượu bự nè, nhỏ nè. Đưa cho như đó. Uống lại anh em thích quá. À. Cái này là cái này ăn liền đi, ăn liền đi. Cứ ăn cua nè. Ăn hết em rồi. Đừng có bỏ. 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 Đừng quên mà đi. Đúng rồi. Anh làm đẹp trai đó nè, anh vô clip đó nè. Không anh Thạch là đẹp trai sẵn rồi. Đây nói chung bây giờ chị muốn lên sóng thì anh mới quay được chứ chị không chịu mình. Nếu mà mình cố tình mình quay mình xúc phạm người đó. Cái gì sai?